kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, và sau đây là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin. Tiếp tục các hoạt động chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm tới Cuba nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ nghĩa tình đặc biệt giữa hai nước. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chăm lo an sinh cho người dân, dự kiến đến đầu tháng 10. Việt Nam tích cực cải thiện theo các khuyến nghị của EC nhằm sớm được gỡ bỏ thẻ vàng với hải sản. Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức tới Cuba, sáng ngày Chủ nhật theo giờ La Habana, tức là tối qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Cuba Manuel Mario Cruz. Thủ tướng Manuel Mario Cruz nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Cuba mang theo tình cảm gắn bó, nồng thắm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba. Diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên chuyến thăm có ý nghĩa lớn lao, thể hiện sự coi trọng, tình cảm anh em, đồng chí và sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tình cảm của Việt Nam đối với Cuba xuất phát từ trái tim và chuyến thăm này thể hiện thông điệp nhất quán của Việt Nam ủng hộ những người anh em Cuba, đồng thời cổ vũ, động viên và kề vai sát cánh với Cuba trong lúc khó khăn do đại dịch COVID-19 và bị bao vây, cấm vận. Đánh giá cao trình độ phát triển, năng lực và kinh nghiệm của Cuba trong lĩnh vực y tế và dược phẩm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai nước mở rộng hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này, nhất là cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn chính phủ Cuba đã cử chuyên gia y tế Cuba sang Việt Nam và cung cấp hàng ngàn liều thuốc chữa bệnh COVID-19, đồng thời sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để sản xuất vaccine Abdala. Chủ tịch nước cũng mong muốn Cuba tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cuba được tiêm vaccine và được chăm sóc y tế chu đáo. Chiều ngày Chủ nhật theo giờ La Habana, tức là vào rạng sáng nay theo giờ Hà Nội, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm chính thức nước Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel đã được tổ chức trọng thể tại Cung Cách Mạng. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cuba lần đầu tiên sau khi hai đảng tổ chức thành công tốt đẹp đại hội đảng, góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em giữa Việt Nam và Cuba. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel và Đại tướng Raúl Castro, đồng thời chúc mừng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba về những thành quả đạt được vừa qua, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động khó lường, đặc biệt là những tác động của đại dịch COVID-19 và chính sách bao vây cấm vận siết chặt chống Cuba. Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về những tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ chân thành, sự hỗ trợ vô tư trong sáng đối với sự nghiệp cách mạng của Cuba, đối với người dân Cuba từ trước tới nay, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay, đồng thời khẳng định Cuba coi trọng kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, Bộ Y tế và ngành sinh dược Cuba dù chưa hoàn thành tiêm chủng trong nước nhưng đã chia sẻ và dành ưu tiên cao nhất để cung cấp cũng như chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Đây là một minh chứng sinh động cho sự ủng hộ kịp thời mà Cuba luôn dành cho Việt Nam, như câu nói của lãnh tụ Fidel Castro: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã thông báo quyết định tặng nhân dân Cuba anh em món quà 5.000 tấn gạo và một số trang thiết bị y tế. Một số bộ, ngành cũng có quà tặng các bộ, ngành và các đối tác Cuba, trong đó có 1.000 tấn gạo của các doanh nghiệp ngành xây dựng, 100 tấn ngô lai giống của Bộ Quốc phòng, cùng một số trang thiết bị y tế, phương tiện tin học, phần mềm tin học của các bộ ngành khác. Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel đã chứng kiến lễ ký kế hoạch hành động triển khai chương trình nghị sự kinh tế trung hạn trong 5 năm tới, bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế,
kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản Cuba giai đoạn 3 và chương trình hợp tác giữa hai bộ tư pháp cùng bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng. Nhân chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ra tuyên bố chung. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel đã trao tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc huân chương José Martín, huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cuba, ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước. Xin được chuyển sang cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, tại Bình Dương vào ngày hôm qua ngày 19 tháng 9 đã phát hiện một chùm ca mắc COVID-19 với hơn 70 người ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Số ca nhiễm chủ yếu là công nhân đang ở trong các khu nhà trọ. Lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết, phong tỏa khu vực có người nhiễm, đồng thời tiến hành đưa người bị nhiễm đi cách ly. Các trường hợp F0 này hiện chưa rõ nguồn lây. Hỗ trợ người dân đảm bảo cuộc sống trong giai đoạn giãn cách đến đầu tháng 10, đây là ưu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện kế hoạch chăm lo an sinh đợt 3 đang được thành phố khẩn trương xây dựng. Cuối tuần vừa rồi tại các quận huyện, chính quyền cơ sở đã chủ động rà soát để gấp rút hoàn tất danh sách chi hỗ trợ cho đợt tới. Xóm trọ nhỏ đối diện bệnh viện Chợ Rẫy này là nơi sinh sống của 13 bệnh nhân điều trị ngoại trú, vừa phải đấu tranh với bệnh tật, vừa phải đề phòng dịch COVID-19. Hoàn cảnh của 13 người phụ nữ này là vô cùng khó khăn. Rồi khi mà nhận được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân phường, rồi Ủy ban Mặt trận của địa phương á, thì mọi người thực sự rất là cảm kích để những người bệnh tật như chị qua được cái mùa dịch này. Thì nếu như bất kỳ cái trường hợp nào người dân mà còn khó khăn mà cần phải hỗ trợ thì là Mặt trận Tổ quốc cũng có xây dựng cái đường link thông qua cái trang fanpage của Mặt trận Tổ quốc. Tiếp nhận qua đó để đăng ký và hỗ trợ bất cứ trường hợp nào không phân biệt là thường trú hay tạm trú ở trên địa bàn đều được chăm lo hỗ trợ. Ngay sau khi có đề xuất về gói hỗ trợ an sinh lần 3, phường 18 quận 4 đã nhanh chóng rà soát được 216 người thuộc diện bảo trợ, sống phụ thuộc. Đây là đối tượng thụ hưởng mới được chi hỗ trợ trong gói an sinh xã hội lần 3 này. Ba mẹ em là có phụ thuộc vào cái thu nhập của em không? Thì cái gói hỗ trợ thứ 3 này nè, nó cũng dành cho cái đối tượng là người phụ thuộc, mở rộng thêm cái đối tượng đó. Cho nên là phường cũng đi khảo sát lại. Gia đình tôi được hỗ trợ từ lúc mới giãn cách, là phát cũng được 5 đợt gạo với lại mắm muối túi ăn xin. Đối tượng trong gói hỗ trợ an sinh xã hội lần 3 này sẽ được mở rộng đến các lao động bị mất việc, mất thu nhập, gặp khó khăn đang có mặt tại thành phố, không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú. Với các trường hợp lưu trú tạm thời, chính quyền lập các tổ công tác đến từng khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, học sinh, sinh viên, xóm nghèo để có thể rà soát, đối chiếu từ danh sách người dân đã đăng ký để lập danh sách chi tiết. Tiếp theo bản tin là thông tin điểm báo trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Tháng 8, xuất nhập khẩu vẫn cao hơn bình quân những tháng đầu năm là thông tin được đăng tải trên báo Hải quan Online. Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, nhờ đà tăng trưởng trong 15 ngày cuối tháng, nên tình hình chung của cả tháng 8, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 54,6 tỷ đô la Mỹ, chỉ giảm 4,2% so với tháng trước. Bình quân 8 tháng đầu năm, mỗi tháng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 54 tỷ đô la Mỹ. Có thể thấy dù dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, nhưng kim ngạch đạt được trong tháng 8 vẫn cao hơn bình quân chung những tháng đầu năm. Bài viết nhận định điều này có được là do tình hình dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát tốt, hoạt động xuất nhập khẩu có dấu hiệu phục hồi, nhất là khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc như là Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang hay là Hải Phòng. Trang Trade Forum của Pháp dẫn thông tin của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam. Với 31% tổng giá trị nhập khẩu cá ngừ của Israel, Việt Nam đã nổi lên là nhà cung cấp lớn nhất của Israel. Đáng chú ý, trong nửa đầu năm nay, trong khi nhập khẩu cá ngừ của Israel từ các nguồn cung phần lớn đều giảm, thì nhập khẩu từ Việt Nam tiếp tục cho thấy mức tăng trưởng hai con số. Israel là thị trường tiêu thụ cá ngừ lớn thứ ba của Việt Nam sau Hoa Kỳ và Italy. Hiện có 8 công ty Việt Nam đang xuất khẩu sang thị trường Israel. Việt Nam chuẩn bị chào đón du khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ là thông tin được đưa ra trên trang Japan News của Nhật Bản.
Bài viết dẫn thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngoài kế hoạch mở cửa đảo Phú Quốc cho du khách quốc tế trước đây, Hạ Long, Hội An, Nha Trang và Đà Lạt cũng sẽ đón khách du lịch có giấy chứng nhận du lịch tiêm chủng hợp lệ trong năm 2021. Theo kế hoạch, các sản phẩm du lịch sau COVID-19 sẽ gắn với tính bền vững, thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Du lịch đêm và du lịch sinh thái cũng sẽ được đầu tư phát triển. Tạp chí Travel and Leisure có trụ sở tại New York, Mỹ vừa công bố bình chọn The World's Best Awards 2021 dành cho các điểm đến và dịch vụ du lịch hàng đầu thế giới, trong đó có thành phố Hội An của Việt Nam. Thành phố này thì đã lọt vào top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á. Theo kết quả công bố, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đứng ở vị trí thứ 13 trong danh sách với 86,9 điểm. Nằm bên bờ biển miền Trung, phố cổ Hội An là thiên đường cho du khách và những người yêu thích nhiếp ảnh, ẩm thực. Thành phố Hội An cũng từng được Travel and Leisure nhiều lần vinh danh như là thành phố tuyệt vời nhất trên thế giới năm 2021, top 10 thành phố châu Á năm 2018, một trong những địa điểm tuyệt vời nhất để đi du lịch trong năm 2019. Đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin trưa nay. Việt Nam tích cực cải thiện theo các khuyến nghị của EC nhằm sớm gỡ bỏ được thẻ vàng với hải sản. Nhân dịp Tết Trung Thu, trong phần cuối của bản tin mời quý vị đến với ý tưởng sáng tạo tái hiện tác phẩm của các danh họa Việt Nam và tranh dân gian Đông Hồ trên những chiếc bánh truyền thống. Thưa quý vị, đã gần 4 năm kể từ khi thủy sản Việt Nam bị cảnh cáo thẻ vàng bởi Ủy ban châu Âu EC vào tháng 10 năm 2017. Có thể nói đó cũng là quãng thời gian mà chính phủ, các bộ ngành và toàn thể cộng đồng ngư dân Việt Nam đã tích cực cải thiện theo các khuyến nghị của EC nhằm sớm được gỡ bỏ thẻ vàng. EC cũng đã ghi nhận điều này khi mới đây đã đánh giá cao và ghi nhận sự cam kết, quyết tâm chính trị và nỗ lực của Việt Nam trong việc triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định gọi tắt là IUU. Sau 4 năm, ý thức của mỗi ngư dân giờ đã có nhiều thay đổi rõ rệt, ghi nhận tại Phú Yên, một trong những tỉnh ven biển trong 3 năm qua. Một quy trình đã trở thành thói quen của ngư dân Trần Văn Phận. Chủ tàu cá BI-96734, mỗi khi cập cảng sau hơn 20 ngày khai thác ở vùng khơi, là nộp nhật ký khai thác hải sản cho Ban Quản lý Cảng Cá Đông Tác, tỉnh Phú Yên. Từ nhật ký khai thác này, cán bộ tại cảng một lần nữa kiểm tra tính chân thực của nhật ký thông qua phần mềm giám sát hành trình. Bây giờ ngư dân ở mình đây là cái ý thức bây giờ cảnh giác rất cao, không có xâm phạm ở nước ngoài nữa, chỉ đánh bắt ở trong vùng biển Việt Nam thôi. Mình vừa bảo vệ cái vùng biển của mình được an toàn những ngư dân nữa. Phú Yên đã bắt buộc 100% tàu cá từ khi xuất bến đến khi trở về đất liền phải mở thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ và khi trở về cũng giám sát chặt chẽ nguồn gốc cá khai thác ở đâu. Và hiện nay, quy định này đã được người cá tỉnh Phú Yên giám sát chặt và ngư dân cũng đã thực hiện thành thục. Sáng mình có nhiêu đây à? Mà mình đã thấy người ta bắt vậy là mất hết tất cả bao que cái thôi, họ nhốt bên đó, rồi tiền chuột vô mình cũng biết nhà họ có tiền chuột gì là tàn tí hay tí không à? Dù mình đeo mình dù người ta sáng đã mất hết rồi mà tiền chuột nữa giờ có đó mình chuột đó, mình thấy cái gương đó mình đeo cái bây giờ mình dám mình cứ đúng cái quy trình của trong nước Việt Nam mình làm thôi. Nhất đó là cái sự coi như tăng cường phối hợp quản lý của các cơ quan quản lý của từ coi như trung ương đến địa phương, từ tỉnh đến địa phương. Cái thứ hai là sự nhận thức rất là cao của bà con ngư dân trong quá trình khai thác trên biển. Họ biết như thế nào để coi như khai thác ổn định, bền vững và coi như đảm bảo được cái sinh kế và không gây ảnh hưởng đến cái thẻ vàng của EC đang áp đặt Việt Nam. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên có khoảng 1.100 thuyền trưởng và chủ tàu, các tàu khai thác vùng khơi và vùng lộng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cũng đã xây dựng lực lượng ngư dân phát hiện tố giác các tàu cá cố tình vi phạm thông qua các tổ đội sản xuất an toàn trên biển. Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương làm tốt thì vẫn còn một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ này. Vẫn còn một số địa phương để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài như là Cà Mau, Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre và đặc biệt là Kiên Giang. Phía EC khẳng định
sẽ không gỡ thẻ vàng nếu còn trường hợp vi phạm. Do vậy, mục tiêu gỡ thẻ vàng sẽ vẫn là một thách thức nếu không có sự quyết tâm đồng lòng của tất cả các địa phương. Bốn nhóm khuyến nghị mới mà phía EC yêu cầu Việt Nam cần thực hiện đó là khung pháp lý, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, quản lý đội tàu, chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác và thực thi pháp luật. Nếu việc thực hiện bốn khuyến nghị này không có sự chuyển biến, rất khó để EC gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam. Trường hợp xấu hơn có thể bị đánh giá là không hợp tác và sẽ bị áp dụng biện pháp thẻ đỏ. Điều này có nghĩa thủy sản của Việt Nam sẽ bị cấm xuất khẩu vào EU, gây tổn thất khoảng nửa tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Không chỉ vậy, châu Âu là thị trường tín chỉ nên các thị trường khác có thể sẽ áp dụng biện pháp tương tự và thiệt hại của ngành thủy sản Việt Nam sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Một số thị trường khác trong cái thời gian tới đây có thể có tiếp tục có những cái kiểm soát các cái sản phẩm nguyên liệu thủy sản ra, thì đấy lại là những cái bước mà khó khăn tiếp theo cho cái ngành khai thác và chế biến hải sản. Chính vì thế cho nên là chúng ta phải tuân thủ nghiêm các cái quy định của pháp luật Việt Nam và coi như là các cái hiệp ước mà chúng ta đã tham gia, để từ đấy chứng minh là chúng ta là một quốc gia khai thác có trách nhiệm và chúng ta vẫn mong muốn là bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương, bảo vệ đa dạng sinh học. Mới đây, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ đã đưa ra cảnh báo có tới 7% giá trị thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là sản phẩm IUU, tương đương 106 triệu đô la Mỹ. Và thêm điều đáng ngại là trong lúc này, nhiều tổ chức quốc tế và các quốc gia cạnh tranh với nước ta về xuất khẩu thủy sản đang gây sức ép với Ủy ban châu Âu EC để không gỡ, thậm chí là đề nghị nâng lên cảnh báo thẻ đỏ với thủy sản Việt Nam. Ngày mai là Tết Trung Thu. Đây là dịp để mỗi chúng ta cùng gia đình thưởng thức những chiếc bánh trung thu ngọt ngào bên chén chả thơm nóng. Nhiều thợ bánh đã sáng tạo đủ loại hương vị mới cho bánh trung thu. Nhưng nay, những chiếc bánh lại có thêm một diện mạo mới, rất đặc biệt. Đó là những bức vẽ bằng tay tái hiện tác phẩm của các danh họa Việt Nam hay là tranh dân gian Đông Hồ trên mặt bánh. Ý tưởng sáng tạo này là của cô thợ bánh 9X Nguyễn Thùy Dương và đang nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trên các diễn đàn ẩm thực, nấu nướng trên mạng xã hội. Những chiếc bánh trung thu truyền thống khoác lên mình những bức tranh dân gian Đông Hồ như đám cưới chuột, hứng dừa hay tranh thiếu nữ của các họa sĩ nổi tiếng Mai Trung Thứ, Bùi Xuân Phái. Ý tưởng mới mẻ này được cô thợ bánh Thùy Dương vẽ tay bằng màu thực phẩm trên lớp nền làm bằng đậu trắng, vì thế mà khó hơn vẽ tranh bình thường. Cái nền đậu hơi mềm một chút nên là khi mà mình vẽ thì mình phải cẩn thận để cái ngòi bút của mình không làm xước cái bề mặt. Cái bánh của chúng ta rất là nhỏ, cần phải căn sao cho những cái tỷ lệ và bố cục trên bánh nó không bị thừa hay là không bị lệch. Ngoài ra là việc vẽ sai cũng rất là khó để sửa. Mỗi chiếc bánh trung thu trải qua một công đoạn tỉ mỉ có thể kéo dài tới nhiều giờ, từ nướng bánh, nấu và xay đậu đến pha màu vẽ tranh. Sẵn có kinh nghiệm trang trí bánh bằng hoa làm từ kem đậu, nhưng khi biến chất liệu này thành khung tranh, Dương lại có cơ hội hiểu thêm về hội họa. Mỗi tác giả sẽ có một cái đặc điểm về đường nét khác nhau. Tranh của họa sĩ Mai Trung Thứ thì đa phần là về tranh thiếu nữ. Thì mình đã học hỏi rất là nhiều về tạo hình cơ thể hay là thao tác chân tay. Tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái về phố cổ thì mình sẽ có thể hình dung được những cái màu sắc cổ xưa trên tranh nó sẽ như thế nào. Mình nghĩ là bánh trung thu nó là một cái dòng bánh cổ truyền và lâu đời của Việt Nam. Nên là đưa những cái bức tranh, những cái nét vẽ văn hóa của người Việt lên những chiếc bánh như vậy thì nó sẽ làm tăng giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam. Không giấu nghề cho riêng mình, Dương đã chia sẻ kỹ thuật vẽ bánh trung thu qua các lớp học online và nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, lan tỏa thú vui cho nhiều người trong thời gian giãn cách. Trong tương lai, cô thợ bánh trẻ mong muốn tiếp tục sáng tạo những diện mạo và hương vị mới cho món bánh truyền thống này. Tiếp theo là điểm các tin tức nổi bật tuần qua.
Trưa ngày 18 tháng 9 theo giờ Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tới thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm 2021 theo lời mời của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dù chuyến thăm của Chủ tịch nước được chuẩn bị trong thời gian ngắn, nhưng đây là một sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước, nhất là trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong chuyến thăm, hai nước sẽ ký một số thỏa thuận để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đang triển khai và một số thỏa thuận hợp tác mới. Cùng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, các ban và bộ ngành đều đã cố gắng tiết kiệm để hỗ trợ cho Cuba. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam làm được việc gì để hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn, nhất là về an ninh lương thực và ổn định để phát triển, thì Việt Nam sẽ cố gắng hết sức. Tiếp tục chương trình làm việc với đại sứ các nước và đại diện các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Chiều ngày 14 tháng 9, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với đại sứ Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp và kết nối trực tuyến với gần 30 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Nhấn mạnh quan điểm lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ, Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao các đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và sẵn sàng đáp ứng trong điều kiện cho phép. Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để củng cố niềm tin, phát triển sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53, ngày 13 và 14 tháng 9, Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Hồng Kông Trung Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu và Liên bang Nga đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các hội nghị đã trao đổi về tình hình ứng phó đại dịch COVID-19 trong khu vực và phương hướng hợp tác kinh tế giữa ASEAN và các đối tác. Các bộ trưởng cũng hoan nghênh việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam 2020 và mong muốn đưa Hiệp định vào thực thi vào đầu năm sau để củng cố chuỗi cung ứng trong khu vực, góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch. Việt Nam vừa có thêm hai khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, đó là khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận và cao nguyên Con Hà Rừng, tỉnh Gia Lai. Quyết định vừa đưa ra trong phiên họp chiều tại cuộc họp của Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con Người và Sinh quyển diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9 tại Nigeria. Như vậy, trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020, Việt Nam đã được công nhận tổng cộng 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, trở thành quốc gia có số lượng khu dự trữ sinh quyển đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia. Các khu dự trữ sinh quyển được công nhận sẽ là mô hình phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương, kết nối hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Trong phần cuối của bản tin, như thường lệ là thông tin dự báo thời tiết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên sử dụng ứng dụng VTV Go của chúng tôi để có thể xem các chương trình của VTV4 một cách thuận tiện nhất. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.